Chào các em. Ở các tiết học trước, ta đã cùng nhau luyện tập định dạng trang tính bảng điểm lớp 7A. Tuy nhiên, khi in ra, chúng ta lại được hai trang giấy như sau. Trang giấy số 1 bao gồm số thứ tự, họ và tên, điểm toán, vật lý, ngữ văn, tin học. Trang giấy số 2 là điểm trung bình. Kết quả in ra thật không hợp lý, phải không các em? Nó thật khó khăn khi theo dõi cũng như là xem xét điểm của các bạn. Do đó, ta cần phải xem trang tính trước khi in, điều chỉnh ngắt trang hợp lý cũng như thiết đặt các tùy chọn cho trang in. Đây chính là các nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài trình bày và in trang tính. Tại sao chúng ta phải xem trước khi in? Xem trước khi in có tác dụng gì? Xem trước khi in sẽ giúp cho các em kiểm tra nội dung trên các trang có được trình bày phù hợp hay không. Hoặc nếu như in nhiều trang, thì nội dung trên từng trang có được in đúng như mình mong muốn hay không. Những lệnh nào sẽ giúp cho chúng ta xem trước khi in? Các em sẽ vào giải lệnh View, nhóm lệnh Workbook Views. Trong nhóm lệnh này, chúng ta thường hay sử dụng ba lệnh là Normal, File Layout và Favorite Review. Normal sẽ cho chúng ta xem chế độ hiển thị bình thường, như khi các em trình bày trang tính hoặc soạn trang tính. File Layout. Đây là chế độ hiển thị trang tính dưới dạng các trang in. Các trang in ra sẽ giống hệt như các em thấy trên màn hình. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ in ra được hai trang. Favorite Review. Đây là chế độ hiển thị trang tính dưới dạng ngắt trang. Và chế độ này sẽ giúp ích gì cho chúng ta? Các em sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong phần 2. Ở chế độ File Layout, ta biết các trang được in ra sẽ giống hệt như em thấy trên màn hình. Ở đây, trang số 1 bao gồm từ số thứ tự cho đến môn tin học, trang số 2 là điểm trung bình. Như vậy, các trang in được phân chia chưa hợp lý. Để khắc phục, ta có thể điều chỉnh ngắt trang. Em sử dụng lệnh Favorite Review trên giải lệnh View. Khi đó, trên trang tính có đường nét đứt màu xanh. Đây là dấu ngắt trang tự động. Các em đưa chuột đến đường nét đứt màu xanh. Lúc đó, con trỏ chuột sẽ biến thành hình mũi tên hai chiều. Các em kéo thả đến vị trí mà mình mong muốn. Lúc này, đường nét đứt chuyển thành đường nét liền. Trở lại chế độ File Layout, các em quan sát được cột điểm trung bình đã chuyển về trang in số 1 cùng với số thứ tự họ và tên đến môn tin học. Để thoát khỏi chế độ File Layout hay Favorite Review, các em hãy chọn lệnh Normal trên giải lệnh View. Trước khi in một trang tính, chúng ta cần phải đặt lề và hướng giấy in. Thông thường, các trang in được đặt kích thước lề ngậm định với hướng giấy là in đứng. Với các lề trang như sau, lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới. Em hãy quan sát hình mô tả các bước thực hiện và điền vào chỗ trống để hoàn thành các thao tác thiết lập thông số, đặt lề, thay đổi hướng giấy cho trang in nhé.
Bước 1. Chọn trang tính em muốn đặt lề. Bước 2. Chọn giải lệnh bay layout. Bước 3. Chọn nút lệnh margin. Em có thể chọn các kiểu căn lề có sẵn như normal, wide và narrow. Hoặc em chọn custom margin để mở hộp thoại Page Setup. Ở hộp thoại Page Setup, thẻ margin, chúng ta có top là lề trên, bottom lề dưới, left lề trái và right lề phải. Các em thay đổi các thông số cho phù hợp, sau đó chọn OK để chấp nhận. Tương tự như trên, em hãy điền các cụm từ thích hợp cho việc thay đổi hướng giấy. Bước 1. Chọn trang tính em muốn thay đổi hướng giấy. Chọn giải lệnh Page Layout. Chọn nút lệnh Orientation. Và chọn Pointer cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy ngang. Sau khi điều chỉnh trang, đặt lề thích hợp, chúng ta sẽ in trang tính. Để in trang tính, các em vào bảng chọn File, chọn lệnh Print, sau đó chọn nút lệnh Print. Chúng ta vừa tìm hiểu xong các nội dung của bài 7 trình bày và in trang tính. Về bài tập, các em vào group của lớp lấy đường link để làm bài tập nhé. Đây là nội dung của bài tập. Những phần có dấu sao màu đỏ là phần bắt buộc các em phải thực hiện. Ví dụ như ở đây chọn lớp, chọn lớp 71, chọn đúng lớp của mình. Các em nhập họ tên và mã số của mình vào đây. Sau đó các em chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi bằng cách nháy chuột vào các ô tròn. Sau khi trả lời xong các câu hỏi, các em nhớ bấm gửi. Lúc đó các em sẽ biết được điểm của mình. Chúc các em làm bài thật tốt. Ngoài ra, các em có thể rèn luyện thêm kỹ năng thực hành thông qua bài thực hành số 7, in danh sách lớp em. Cuối cùng, xin chúc các em có nhiều sức khỏe. Chào thân ái.